Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận đấu rất hay của hai vô cờ giang hồ Trung Hoa, Lưu Tông Trạch và Dương Hạo. Trận này thì Lưu Tông Trạch cầm đen thủ hậu, còn Dương Hạo cầm đỏ đi tiên, trận đánh rất là hấp dẫn mà bạn thưởng thức.将军。
将军。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 
Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình. Chương trình.
将军。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 
Chơi đến đây thì vua cờ giang hồ Dương Hạo đã buông cờ nhận thua vì chạy đâu cũng mất một pháo. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.